Hello, chào mọi người. Clip này mình báo giá một số món hàng audio cho mọi người tham khảo mua sử dụng ha. Đầu tiên là một cái âm ly mọi người, cái âm ly mini của Yamaha mọi người ha, điện 100V. Con này có chức năng AM FM luôn nhưng mà không biết chỉnh sao. Dòng này thì sản xuất Nhật mọi người, công suất có 21W thôi, điện 100V. Yamaha tiếng rất hay mọi người. Tiếng rất hay, có 3 ngõ vào ha, ABC nè mọi người. Để mở lên cho mọi người nghe thử xíu ha. Nhỏ gọn tiếng rất hay mọi người. À, ngang tầm 20 người và sâu tầm 18 thôi người ha. Và nó cao nó mỏng lắm. Rồi ok rồi ha. Bộ này cái âm ly này giá 1 triệu nha người, giá 1 triệu. Tiếp theo là một cái âm ly Kenwood XK330 có Bluetooth người, có Bluetooth và con này nó chơi được giải mã 24 bit qua cái ngõ USB ha, ngoài ra nó có audio in và chơi được đĩa CD người. Cái này 1 triệu 5 một cái người, mọi người mua về ghép loa nghe rất hay ha. Con này chơi mạch số người nên là gọn nhẹ. Tiếp theo là con cũng là Kenwood GVC người, con này là S55 cũng có Bluetooth luôn ha. Có Bluetooth chơi được đĩa CD và đọc được USB nhạc lossless 24 bit luôn người, cũng như là có ngõ audio in. Cũng giá 1 triệu 5 luôn ha. Rồi cặp loa màng ngôi sao của Bose người, về không có lưới, con này cặp này 1 triệu 8. Nguyên bản người, hoạt động tốt ha, dòng này dòng màng ngôi sao người, ha. Hyperstar người. Trở kháng con này là Bose 100G người ha. Nó là 50W. Trở kháng là 4 tới 8 ohm mọi người. Nhưng mà 50W là trung bình thôi, công suất nó là 100 tới không, công suất là 50W mọi người, max continuous power per 50W, 4 tới 8 ohm ha. Rồi, 1 triệu 8 mọi người ha. 1 triệu 8. Rồi cặp loa Kenwood toàn giải này là gì đây? CM5 mọi người. Tiếng cũng trong trẻo người, ở bên đây nó bị nứt nhẹ phần nhựa nhưng mà hoạt động bình thường ha. 500 ngàn cặp này mọi người, con này thì 8 ohm, con này 8 ohm 40W một loa mọi người, 8 ohm. Mọi người mua con này về nghe nhạc vàng được nha, rất là hay người, loa toàn giải người, toàn giải. Còn một cặp Bose 101 mọi người. Lưới đẹp mọi người ha, lưới đẹp và tình trạng cũng ok. Con này hình như là người ta xịt sơn đen lại mọi người, nhưng mà vẫn dùng bình thường không ảnh hưởng mọi người. Series liền kề, cặp này 2 triệu 2 mọi người, hoạt động tốt mọi người ha. Series con này là 777 và 778 mọi người, series liền series 150W 6 ohm mọi người ha. Một loa 2 triệu 2 mọi người, cái căng đẹp. Đây người, e căng đẹp, không có bị lủng lỗ gì cả. Và tiếp theo là cặp loa Sony SBT100 mọi người. SBT100, cặp này thì hình như là 6 ohm. Đúng rồi mọi người, 6 ohm rồi ha, 6 ohm. Công suất tầm 40W một loa mọi người. Và cặp này thì một cái phần màng nó hơi bị nhũn rồi, mọi người vẫn dùng bình thường người, không ảnh hưởng gì cả. Còn cái bên đây thì ok, có bên đây thì nó bị cái viền nó bị cứng vào. Cái này mọi người có thể là lấy cái máy hút bụi hút ra cũng được người ha. Và cặp này mình bán giá là 500 ngàn nha, người mua về nghe chơi ha. Hoạt động bình thường người, không có ảnh hưởng tới tiếng đâu người ha. 500 ngàn người. Rồi, về được một cặp Bose 121 mọi người. Cái vỏ đề can bên ngoài bị bong rồi, còn lại thì rất là ok, lưới đẹp mọi người, lưới đẹp không có lủng lỗi. Cặp này 2 triệu 2 nữa ha. Tiếng dòng này hay lắm người, loa toàn giải nha mọi người. Và cặp này thì đương nhiên là cũng liền series người. Cái dòng 121 này thì series nó liền kề ha. 794 người, và đây là 7993 rồi ha, 793 nè mọi người, 93, 794.
793 rồi ha, 793. Đây, 794. Cái vỏ ngoài nó bị tróc rồi, nhưng mà nó không có bị bong gì đâu người. Tình trạng là những cái dòng này nó bị khô, cái keo là tới thời gian này là nó bị bong tróc ra thôi. Còn cái phần mà cái thùng của nó thì không có nứt nở gì đâu người. Thùng của nó bằng giấy vụn mà kiểu như bột giấy nó ép nên là nó chất lượng cao lắm. Dòng cao cấp của Bose 121 này nghe nhạc tuyệt vời ha. 2,2 triệu cặp này người. Rồi cái này là Bose 101 IT mọi người. Công suất là 10-60W mọi người ha. 6 ohm, tiếng rất hay mọi người. Cặp này thì cái lưới này hơi bị sức nhẹ đây mọi người, 2 triệu. Chỉ bị cái lưới thôi, còn lại thì đẹp mọi người, cổ loa đẹp, màn đẹp. Dòng này tiếng rất hay ha, tiếng rất hay. Tiếng nó tiếng trầm của nó tốt hơn là những cái dòng 101 khác mọi người. Nghe rất ấm áp mọi ha. Rồi cái này là 161 người, made in Mexico. Con này thì Lefry nha, con này made in Mexico. 170 AC, này 170 BC. Nói chung là cái dòng này thì cùng series ha, là Lefry này, Rye thì Lef mọi người. Và công suất của nó là 50W 6 ohm ha, 50W 6 ohm. Ok, này 2 triệu nha mọi người, 2 triệu. Mọi người mua về gắn trả lời hay nghe nhạc cà phê rất hay, người tiếng của nó trong trẻo và nó thiên về tiếng sáng nên là nghe rất là dễ chịu. Rồi, ngoài ra thì còn lẻ một cái Bose 101 MMG người, 6 ohm 150W, lẻ có cái về lẻ một cái người, có lưới đầy đủ, lưới đẹp ha. La cũng còn đẹp. Giá 1,1 triệu mọi người, 1,1 triệu. Đây ha, mọi người có thể mua về để gắn cùng với lại những cái dòng 101 khác bình thường nha, không có vấn đề cả. Rồi ok, toàn bộ clip hôm nay đó mọi người. Clip này mình giới thiệu vài món vậy thôi. Mọi người có nhu cầu chốt món nào thì liên hệ nha mọi người.